Rồi, nông dân 5.0 xin chào tất cả các anh em bạn bè gần xa nha. Hôm nay các bạn ơi, tới cái mùa mà mình thu hoạch lúa rồi nha. Mà thu hoạch lúa mình để dựa lúa mình ăn thì bình thường ha, không nói gì. Nhưng bây giờ mình dựa lúa cho gà ăn. Và những người nào mà nuôi tôm càng xanh á thì dựa lúa theo kiểu của mình thì rất là hiệu quả nha. Dựa lúa này khoảng 4 5 tháng lúa vẫn không hư ha. Chất lượng và càng ngày càng tốt nha mọi người. Đây mình dựa lúa theo cách mà ủ chua nha. Đây lúa của mình đây mới mua về nha. Tất cả ở đây là khoảng 550 kg nha các bạn. Để ủ chua thì mình chuẩn bị là 500 kg này mình chuẩn bị 10 cái thùng. 10 cái thùng phi khoảng một loại 125 lít nha. Là mình một mỗi một phi như vậy là mình bỏ vô khoảng 2 bao lúa. Khoảng 2 bao lúa nhưng mà mình đổ thêm khoảng một can 30 lít cái hèm rượu nha. Là mình ủ như vậy. Nói chung là mình để một lớp lúa, một lớp hèm rượu. Và cuối cùng ở trên mặt là để một lớp hèm rượu. Mình cứ ủ như vậy thì bảo đảm là 4 5 tháng trời móc ra cho gà ăn. Gà ăn nó tiêu hóa càng tốt nha. Rồi rải xuống cho tôm càng xanh nó ăn cũng rất là ok nha cả nhà. Đó là lúa tuyệt đối là không cần phơi nha. Cái đó là lúa ướt. Ở ngoài đồng mình đem vô. Rồi là mình ngâm như vậy, nó không bị mốc nha. Tuyệt đối không bị mốc. Chất lượng lúa 4 5 tháng sau vẫn ok bình thường nha. Còn để lâu nữa thì mình không có biết, tại vì mình để khoảng 4 5 tháng là mình ăn cho gà ăn hết rồi. Rồi mình nuôi tôm càng xanh mình rải xuống cho tôm càng xanh nó ăn. Thì lúc đó là khoảng 4 5 tháng là mình cho ăn hết trơn. Không có còn lúa nữa. Nhưng mà mình thấy chất lượng lúa vẫn ok bình thường. Mà con gà lại ăn nó tí dễ tiêu hóa hơn nữa nha các bạn. Cho nên là mình không có nếu mà theo cái khả năng mình thấy là khoảng mình để thêm nữa vẫn lúa vẫn tốt bình thường, nó không hư chút nào nha. Mọi người có xem được clip này thì nên áp dụng, có điều kiện thì nên áp dụng như kia như của mình nha, bảo đảm chất lượng lúa ok luôn nha. Rồi các bạn theo chân mình đi ra ngoài ủ lúa nha, để mình ủ qua cái lúa dưới hèm rượu cho mọi người coi nha. Bắt đầu nghe cái nha. Mình xả lúa vô nè. Lúa này không có phơi nha, mới cắt ra ngoài đồng đem về nha. Nhưng mà lúa này tốt nè. Đó. Mình ngưng cái ha, đổ được máu nè. Ngưng. Bên đây mình có hèm sẵn nha. Hèm rượu nha cả nhà, mình hèm rượu mình cũng đem được nhiều lắm, mình mua nhiều lắm á. Dễ vô. Dễ dùng lớp vậy đó. Chế vô vậy các bạn. Rồi tiếp tục đổ lúa vô. Lên lớp lúa. Đó, ở đầu mình dằn lên một lớp hèm ha. Mình làm kiểu này mình không cần phải trộn nha, mình không cần phải tay chứ mình trộn nha. Ủ chua cái kiểu này heo ăn, gà ăn, con tôm càng xanh ăn nha, là tuyệt vời luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ làm nông dân thì cũng phải có kinh nghiệm, có áp dụng khoa học kỹ thuật rồi ha. Vậy thì mình mới có thể nào mình mới tận mình làm cái này á, mục đích á là để mình chủ động được cái nguồn thức ăn cho gà ha. Cho gà vịt nha. Quên á. Ừ, gà vịt, heo. Tôm càng xanh ha. Mà mình mua được cái giai đoạn này có 4.000 mấy thôi. 4.700 kg nè. Đó. Rất là rẻ ha. Chứ đợi các bạn mà đi mua lúa ở ngoài chợ á, mà cái lúc hết mùa đó ha, là nó tầm vô
7.000 mấy, có chỗ bán 8.000 luôn nha. Cho nên mình ủ được gì là mình lời gần phân nửa nha các bạn. Mình mang lại cái giá trị kinh tế rất là cao ha. Rồi mình thêm một lớp lúa nữa, cái thêm một lớp hèm nữa là ok, thành công các bạn. Chết đây, nó chịu luôn. Mình ủ cái này, mình ủ chua nha các bạn. Ủ chua nhờ cái men, cái quy khuẩn có lợi của hèm á, nó vẫn còn nha, nó vẫn còn hoạt động mạnh lắm nha. Cho nên là đây là những con loại khuẩn mình cho gà ăn rất là tốt nha. Chứ các bạn đừng có nghĩ là hèm chua quá rồi mình ngâm lúa này, lúa nó bị chua luôn nha, lúa nó không chua nha. Nó sẽ sử nó tới tận mình, với tận dụng những con loại khuẩn để bảo quản cái lúa này nè nó. Và khi con gà ăn vô thì nó tốt cho đường ruột và giúp tiêu hóa tốt nha đó. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn làm ha, làm theo cái cách mà mình chia sẻ nha các bạn. Đó. Xong tới đây là mình dằn, cuối cùng là mình dằn lên thêm một lớp hèm đó. À, dàn thêm lớp hèm đó. Hèm nhà mình mua nhiều lắm nè. Rồi quay đây. Đó. Rồi. Như vậy là thành công một mẻ ủ nha các bạn. Rất là thành công nha, cái gì vậy rất là thành công nha. Một mẻ ủ này mình đã làm lâu, kinh nghiệm của mình cũng thêm được 2-3 năm rồi nha các bạn. Cho nên mình quyết định chia sẻ cái hay này cho cả nhà mình xem ha. Rồi hy vọng các bạn xem được clip này, nhớ đăng ký cho Hải một like, một share và một cái đăng ký kênh nha. Tới đây thì cái clip cũng đã dài rồi ha. Hy vọng cái chia sẻ của Hải sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho tất cả các bạn ha. Rồi tạm biệt nha các bạn ơi.